qua 4 mùa dịch khốc liệt của Covid-19 càng chứng minh cho tinh thần quả cảm của các chiến binh Etchen. Anh cực kỳ happy và vui khi tất cả mọi người đã cùng nhau thích nghi với sự quyết tâm cao độ còn những gì thích cực. Chúng ta sẽ cùng nhau hết sức cố gắng để đưa Etchen về với tỉnh Tuyên Quang. MDRT 2022 cực kỳ tốt đẹp nhé. MDRT là một danh hiệu tuyệt hảo, đẳng cấp hoàn toàn và là một chất lượng dịch vụ tuyệt hảo đối với khách hàng tại Việt Nam. AA của chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất toàn cầu và năm 2021 này chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất thế giới. Tôi tự hào về đội ngũ phía trên. Các bạn là những người có mục tiêu rõ ràng, tự tin và hoàn toàn chủ động cho công việc. Và giờ đây, chỉ cần các bạn quyết tâm cùng với sự hỗ trợ của công ty và văn phòng thì con đường trở thành MDRT không còn xa vời với các bạn nữa. Các bạn là những người giỏi chuyên môn và năng động. Cùng với khát khao MDRT mạnh mẽ, hãy hành động, hãy nỗ lực và rồi các bạn sẽ tỏa sáng với danh hiệu MDRT của các bạn. Now, MDRT AA Group is number one. World. So for AA Vietnam, it's really important. Japan Chan Tap Chong, Hinto, Vietnam. Are we ready for a big close for 2021? Nghe đã nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc trong giai đoạn bình thường mới. Bằng niềm tin tuyệt đối vào bản thân, chăm chỉ để tạo ra kết quả, Nghe sẽ cố gắng để hoàn thành đúng mục tiêu của chính bản thân mình. MDRT không chỉ giúp nâng cao thương hiệu cá nhân, gia tăng thu nhập và còn tạo ra lợi thế cạnh tranh trong nghề. Bản thân tôi quyết tâm chinh phục đỉnh cao MDRT để tạo ra dấu ấn riêng của mình. Etchen Hồ Chí Minh, tự tin chinh phục MDRT 2022. Etchen Đà Nẵng, quyết tâm chiến thắng, vượt sóng vươn.